Đây. Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp trên thế giới. Hôm nay Trần Canh tiếp tục ở nhà tạo môi trường xanh sạch đẹp để ngăn ngừa virus corona tại ngôi nhà của Trần Canh. Xin mời tất cả các bạn xem Trần Canh tạo môi trường như thế nào nhé. Xin mời. Đây này các bạn. Đây Trần Canh tạo môi trường rất là nhiều, rất là xanh sạch đẹp. Bây giờ Trần Canh sẽ cắt tỉa hết những cây cây này. Mình tạo một cái môi trường mới các bạn. Các bạn xem này. Ấy chà. Đó. Đây, bắt đầu cây thứ nhất Trần Canh sẽ dùng bằng tay nha các bạn. Dùng bằng tay. Dùng bằng tay chúng ta ngắt hết cho những cái lá nó này để mình tạo cho một cái cây con nó ra, cây con mới nha các bạn, mới rất là ngon xanh. Đó, bạn xem này. Cái con mới phải cắt tỉa hết, vệ sinh sạch hết là nó có một cái môi trường mới để mình hưởng được không khí trong lành này các bạn. Mình chỉ dùng bằng tay thôi, mình cắt hết. Đó, bạn thấy không, mình đang làm đó là nó sẽ nứt ra những cái lá non mới, là mình sẽ có một cái môi trường mới, không gian mới ở mình hưởng không khí trong lành này các bạn. Ở đây Trần Canh làm rồi, xử lý rồi mà cũng khó nữa. Trong một cây ta tiếp tục cây thứ hai. Bạn xem này. Hết luôn. Mấy cái dây tơ hồng này là nó sống ký sinh nè các bạn. Mình sẽ xử lý nó. Mình đỡ nó cũng thật là tốt nhưng mà nó hơn nhiều quá. Cho nên là mình xử lý nó là nó tốt hơn. Cách thức trồng cái cây đinh hương này cũng rất là dễ nha các bạn, không có khó đâu. Các bạn hãy cố gắng cũng tạo môi trường như Trần Canh vậy, cho nó có không khí trong lành để mình hưởng không khí trong lành nè các bạn, để mình còn không có bị nhiễm gì. Trần Canh có một vườn tới mấy ngàn cây mà toàn bộ Trần Canh dùng thủ công, dùng tay của mình ngắt thôi nha các bạn, không dùng kéo, không dùng bấm gì nha các bạn. Các bạn nào cứ làm như Trần Canh là nó có rất là nhiều năng lượng nha các bạn, đỡ năng lượng mình sống khỏe mỗi ngày, sống vui mỗi ngày nha các bạn. Đấy. Hãy xem. Đây nữa các bạn, tiếp tục cây thứ ba, tình gỡ nó ký sinh hôm nay rất là nhiều.
dùng bằng tay nha các bạn. Mình bỏ đây, nó héo rồi mình để xuống những cái góc đây, cây khác ngườn xuống lấy cái rổ về hái mớ rau ra anh à. Rau gần cua đây. Dạ. Đó. Thấy không? Tiếp tục cây thứ tư các bạn. Qua nhìn trong điện thoại với nhìn thôi. Rau. 13 phút mới ăn bay. Được không? Rồi. Cần chỉ dọn sạch hết. Mình sẽ cứ 2 tháng là mình sẽ dọn nó một lần nha các bạn. Rồi thứ nhất là cây cho nó cây nó khỏe. Thứ hai nữa là mình sẽ có những cái tác phẩm mới để mình chơi. Mình tiếp thêm năng lượng mỗi ngày các bạn. Là mình khỏe mỗi ngày. Mình không bị stress. Các bạn cứ tạo môi trường xanh sạch đẹp không gian ở nhà bạn thì bạn việc gì bạn làm cũng nên. Mình luôn luôn tạo môi trường nha các bạn. Thấy rừng cành cái không? Đó là cây thứ tư nha các bạn. Còn đây là rêu cần cua đây. Bị trần cành xuống hái dưới gần cần cua. Đây rau cần cua nha các bạn, rau cần cua này ăn luôn nè. Ngon không? Trực tiếp luôn. Mới rồi à. Hái rau cần cua. Bạn thấy không? Nó rất là lợi. Mình vừa trồng cây kia mình đã vừa mọc rau cần cua nữa. Mình ăn sống rất là tốt. Đấy, các bạn thấy rau cần cua này nó mọc tá lẻ. Bên đây nữa các bạn, rau cần cua đây. Mình ăn sống rất là tốt. Thấy rau cần cua không? Rất là ngon. Thịt rất là giòn luôn. Đây. Mình vừa trồng cái này thì nó sẽ sinh cây khác để cho mình có thêm năng lượng mỗi ngày các bạn. Cho nên các bạn đừng có quên là nhà mình là mình phải luôn luôn trồng cây xanh. Mình trồng cái này thì nó sẽ sinh cây khác. Các bạn thấy cái cua không? Ngon không? Đẹp không? Nào đấy. Đây không quên. Tiếp tục ta ra cây thứ 5 nha các bạn. Mình cần canh cắt tỉa cây thứ 5. Đây là bình tây đây các bạn. Còn bộ mình làm bình tây không? Mình là mình phải hàng tuần là mình phải vệ sinh sạch sẽ nhà cửa thông thoáng hàng ngày, tuần và hàng ngày. Rồi các bạn chuẩn bị là trần canh sẽ
tưới nước cho nó, chăm phân cho nó, bác sĩ cho nó lá tươi tốt, xanh non này rất là đẹp. Đây các bạn, cây thứ 6 này các bạn. Các bạn thấy không? Giờ mình thấy vô sinh hết, xì hết. Từ gốc tới ngọn. Đủ cỏ mình làm vô sinh hàng ngày cho 10.000 cây này. Các bạn xem là có biết bao nhiêu năng lượng nữa nạp vô trong người mình hàng ngày là mình khỏe nha các bạn. Các bạn nào cứ cố gắng làm theo Trần Canh là các bạn khỏe, khỏe cả ngày luôn. Các bạn thấy không? Đây. Bữa nào có tiền ta là ăn hay cũng ở ngủ ra 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 cam cưa đầu ở mai đi vô vô ra ngoài ra để tiêu chơi ai đây các bạn, coi đây coi đây cái này gần xong các bạn. Các bạn qua đây. Mình ra một cái tác phẩm thiệt đẹp luôn. Từ từ mình sẽ nhóm góc hết lên, làm môi trường cây xanh sạch đẹp nha các bạn. Các bạn thấy không? Sạch sẽ rất là đẹp đẽ luôn. Ôi, các bạn thấy không? Cây của Trần Canh á. Đây là những cái cây ra lá non nha các bạn. Đây, lá non bây giờ mình những cái cây lá già mình cắt đi, nó ra lá non để cho mình tạo một cái môi trường mới để mình hưởng được năng lượng mới mỗi ngày nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Một môi trường rất là xanh sạch đẹp luôn. Bạn thấy không? Trên sân thượng của Trần Canh thì mình sẽ vệ sinh những cái cây này hết. Với bây giờ Trần Canh xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Và hãy nhớ đăng ký kênh Trần Canh Official nha. Xin bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.